Vậy xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Nguyễn Hoàng Tâm. Hiện tại thì Tâm đang đến làng nổi Tân Lập ở Tân Lập, Long An, quý khán giả. Tới đây vui vậy. Mà ở ngoài cổng thì nó không có gì hấp dẫn. Chắc ở trong kia nó sẽ hấp dẫn. Tao không biết đó hỏi. Nhét nhét rồi được rồi. Có lo đồ rồi được rồi. Là sao vậy? Như đó quay. Đổi nón này từ bên kia rồi về luôn. Đợi về cầm thêm cái nón lá vô nữa. Đừng về. Mật ong rừng tràm nhúng nguyễn giả chai 120.000. Cái này rượu nếp nè. Rượu gì? Có mật ong. Mật ong rừng tràm. Đây giúp làm nhúng nguyễn giả 30.000 thôi. Áo mưa. Nón lá nè. Mà mình có một cái nón lá rồi 15.000 cái, đặt cọc 50.000 đồng cái. Quần bà ba. Bây giờ mình sẽ đi ra, mình sẽ đi xe điện ra. Có ai ngồi đầu không? Rồi đây đi, ngồi đây mày. Cho con đi hồ xe với hồ súng chút. Quay ngồi dài, quay ngồi dài. Du lịch. Anh đi du lịch những nghiệm gì hả? Là làng nổi Tân Lập. Cái đi bộ không phải đi nào. Ủa xa lắm hả? Vô giờ đi vòng vòng không hỏi chứ. Tâm ơi. Ơi. Nhân quay cầu những nguyện giả. Đi. Qua cây cầu này nè, cây lên trước đi. Wow. Nó cá này không vậy? Này
Đẹp quá ha. Tầm hồ thôi, không có gì hấp dẫn. Đi quay thì chắc cũng đẹp á. Đi không còn hồi té nha. Nó một bậc á nha. Hồi té. Cái hay nha. Ở đây mình còn dài muốn bể luôn hả gì? À, mình đi Sườn Mã Lá 25 phút quay lại đây mình đi tham quan con đường đan dài 5 km. Yeah. Đường đan dài 5 km. Năm cây số hả? 5 cây số, nhưng mà mình đi không nổi thì mình đi khoảng 2 cây rưỡi. Chứ mình tới lại hả? Ờ, nó cũng có đường đi dẫn. Nhưng mà mình phải đi đủ hết cái của mình chứ. Dạ, mình đi bộ là mình đi hết một cái vòng tròn luôn cô. Từ đài quan sát qua cầu Chữ Viết rồi. Là bây giờ bắt đầu từ đây sau rồi đi bộ không hả? Dạ, bây giờ bắt đầu đi xuồng. Không, 5 cây cũng gần 25 phút, rồi bắt đầu quay đây mình cũng đi được. Bộ. Dạ. Đi bộ xong rồi chút xíu nữa mình đi bộ xong mình mới chọn. Mình phát vô cũng được nữa ha. Rồi nhỏ lớn một tí mà áo phao. Mình phát như áo phát vậy đi. Ê, cái thùng á thì phải lấy cái túi mũ làm vô cái đồ điện tử rồi đó. Không sao đâu cô ơi. Cô treo hả? Cô đó treo đó. Rồi, ngon lành nha quý vị khán giả. Treo, treo gì, treo lấy giọt hả? Dạ, treo bằng tay. Rồi, giờ mình xuống xuồng. Đúng rồi, lấy hình của cô là cái ngồi trên mũi. Ông mọi người. Cây nặng quá, nè nè cầm đi. Nè nó đây. Đạo diễn, đạo diễn thôi, đạo diễn phải ngồi ở đây chứ. Ngồi chung với thôi. Yên té. Cái này để sao đi. Dạ. Đây là cái hướng giả. Bây giờ là chúng ta chèo xuồng, cái chèo nó nghiêng qua bển như cái khe, cái mỏ xuống đi cho nó đẩy qua bển chứ. Đây. Hai đứa mà là nôi đó. Cho nên là quá đẹp. Cảnh quá đẹp. Đây hò nè, giờ hò nè. Rồi hò để hò đây hò luôn cũng được. Để nó không? Để đây. Gái miền Tây thận thà chất phát, ruộng vườn miền Tây rộng bao la. Nhìn phía trên con cò nó bay không nổi à, chứ nó bay không nổi, nó nghĩ mệt chẳng kia. Nghe nói người dân miền Tây quanh năm dầm mưa, vướng. Nói vậy nè. Miền Tây đi về, khó về. Trại đi có vợ, gái về có con. Nghe không? Gái về có con rồi. Về có vợ không? À. Đây có vợ. Mày đi có vợ, gái về có con. Mất gốc mất rễ. Sao chuyện này tâm về sẽ có vợ. Bông dừa nhiều quá nha. Dạ. Bông dừa. Cái bông dừa nè. Bông súng kìa. Bông súng. Bông trắng bờ sông lây trời. Góc đẹp quá à. Xin chào quý khán giả, hiện tại Tâm đang ở trên xuồng Ba Lá để chèo à trên trong rừng tràm quý khán giả. Bây giờ đã quay xong cái phần đầu MV rồi, có thời gian để chúng ta quay vlog cho quý khán giả xem. Trái sao chưa? Mẹ. Đất mẹ hả? Rồi. Đây là rừng tràm. Rừng tràm lúa ma kìa, lúa ma kìa. Rừng tràm lúa ma đó. Đó lúa ma. Ma. Đây. Đó địa bản đó. Lúa ma. Raise the 1 góc dừng trà mau la bắt cái bản 1 góc của em đi hang hò hò
Em hú em hò. Có phải hò. Hò. Chiêu Cà Mau. Chiêu Cà Mau cầm xào trên dòng sông Nhà Bay. Thân tôi cực lắm mưa nắng sớm chiều. Chiều này tôi chẳng bán đâu. Tìm em không gặp. Chứ tìm em không gặp tôi gối đầu một đây. Hay quá. Gió lên đi cho tình ta say ước mơ. Bấy lâu mong chờ anh trăng đôi bờ. Chim. Người đi thương nhớ nhớ quê xưa. Thì chung dư dạng nghĩa tình sắc son mến yêu. Không làm clip này nữa. Dòng sông quê em. Tăng 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 tăng. Hay dòng xưa mẹ hiền. Tăng 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 tăng. Chờ che bơm đạn nuôi đàn con thơ tháng năm. Tăng 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 tăng. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng. Mà chờ đợi thời gian ơi chờ nói mong chờ. Tình yêu quê hương ơi không đến không bờ. Nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em. Nghe tiếng hát đêm đêm của đàn em nhỏ. Dàm cỏ đông ơi dàm cỏ đông. Có khoai mau cha ông mấy lần tuôn chạy. Cho mảnh đất Long An rạng rỡ tên vàng. Đúng chưa? Rồi.